Mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới, tháng mới an vui, hạnh phúc. Trong mỗi chúng ta đều chứa năng lượng mà trường vũ trụ đã ban cho. Nó được ẩn chứa trong từng tế bào của cơ thể để gắn kết, vận hành sự sống của mỗi chúng ta. Thế nhưng để biết trường năng lượng đó mạnh yếu ra sao, có ý nghĩa như thế nào, chúng sẽ có những căn cứ vào đường đời và vận mệnh của mỗi người. Theo nhà bác học Pythagore, cha đẻ của bộ môn số học, thì trong mỗi con số được tiềm ẩn trường năng lượng mà vũ trụ ban tặng. Bởi vậy, trường năng lượng đó được ẩn chứa vào ngày, tháng năm sinh cũng như họ tên đầy đủ của mỗi người. Đây chính là các nghiên cứu khoa học mà các nhà khoa học đã công bố cũng như đã áp dụng rộng rãi với bộ môn nhân số học. Hôm nay, Huệ Hoan Hỷ sẽ cùng chúng ta nghiên cứu về đường đời và vận mệnh rất đặc biệt của một em có đường đời số 33 và vận mệnh số 8. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hoài, có ngày tháng năm sinh là 22 tháng 5 năm 2004. Chúng ta hãy cùng Huệ đi phân tích biểu đồ ngày sinh của em để nhận ra được cái trường năng lượng ẩn chứa trong ngày tháng năm sinh của em. Em sinh ngày 22 tháng 5 năm 2004. Như vậy khi chúng ta cộng các con số của ngày tháng năm sinh lại, chúng ta cộng như sau. Ngày 22 chúng ta hạ xuống, tháng 5 chúng ta sẽ hạ xuống và 2004 chúng ta sẽ cộng lại thành con số 6. Như vậy chúng ta lại tiếp tục lấy con số 22 cộng con số 5 cộng con số 6, chúng ta sẽ được con số 33. Trong nhân số học thì những con số đặc biệt là 11, 22 và 33 chúng ta không cộng tiếp nữa. Thế nhưng đây là những con số mà người ta thấy rằng nó ẩn chứa cái trường năng lượng rất đặc biệt ở đó, để biết được cái đường đời của em đó có giá trị rất đặc biệt. Vậy với đường đời 33/6, em là một trong những người mang cái sứ mệnh, người ta gọi là sứ mệnh của đường đời, là bậc thầy của các bậc thầy tâm linh. Hay nói cách khác là em đến với thế gian này để hướng dẫn cho con người có ánh sáng và có sự hạnh phúc an vui, chính là bậc thầy truyền dẫn. Như vậy chúng ta hãy xem trong từng con số trường năng lượng đã ẩn chứa trong cái biểu đồ ngày sinh của em. Thứ nhất, em có 3 con số 2. Con số 2 biểu thị cho trường năng lượng đó là sự trực giác tâm linh phát triển rất mạnh. Ngoài ra còn có sự ẩn chứa cái tình yêu thương ở trong đó. Em có một con số 4 thể hiện cho sự vững chãi về vật chất cũng như là có một cái khả năng về sự thực tế cao. Và rất may mắn em có một con số 5. Con số 5 là con số kết nối, con số gắn liền với lại cái sự khả năng tự do của bản thân cũng như là kết nối những người xung quanh. Như vậy trong biểu đồ ngày sinh của em có 3 con số gắn liền nhau tạo ra một cái trường năng lượng rất là vững chắc. Đây chính là một cái biểu đồ ngày sinh mà Huệ thấy rằng có cái sự năng lượng cao cũng như là có sự gắn kết chặt chẽ ở đây. Em sinh ngày 22 chính là cái ngày mà thể hiện cho cái trực giác tâm linh cao ở trong chính cái ngày sinh của em, bởi vì nó có chứa 2 con số 2. Và trong chiêm tinh học thì em sinh vào cung khí. Đây một cung có cái giá trị rất cao cả. Và trong đó thì vào cái gọi là chòm sao song tử có một cái sự nhạy cảm, nhạy bén trong cái cảm xúc của em. Và như vậy chúng ta hãy cùng đi phân tích về cái đường đời của em. Mỗi một con người của chúng ta, cái đường đời sẽ được tính bắt đầu từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi. Bởi vậy mà đường đời sẽ trải qua 4 cái đỉnh cao. Đỉnh cao số 1 đánh dấu cái sự trưởng thành của mỗi người. Em, độ tuổi trưởng thành của em chính là ở tuổi 30. Như vậy ở 30 tuổi em sẽ là một con người có khả năng trưởng thành về từ bên trong cơ thể cho đến bên ngoài, có nghĩa là từ về tâm linh cho đến vấn đề về thể xác, em đều có một cái sự trưởng thành. Thế thì 30 tuổi em sẽ có đỉnh cao số 1. Đỉnh cao số 1 ở đây mang cái con số 9. Vậy con số 9 biểu hiện cho em có cái trường năng lượng đó là một trong những người mà làm tốt công tác cộng đồng cũng như là phụng sự. Bởi vậy mà em ngay từ cái giai đoạn đầu tiên em đã là một trong những con người hướng đến sự cống hiến cho xã hội. Tiếp theo là đến đỉnh cao số 2, em mang ở tuổi
39 chính là em sẽ mang con số 1. Đây chính là một cái bước thử thách mà em cần phải vượt qua. Thử thách ở đây có thể nó sẽ phải có sự buông bỏ, từ bỏ và chuyển mình sang một trang mới. Thì em sẽ cần phải vượt qua cái thử thách này. Tiếp nữa là đến đỉnh cao số 3, em ở tuổi 48. Và ở tuổi 48 em sẽ mang một cái trường năng lượng của con số 10. Từ tuổi 39 đến tuổi 48 chính là một cái tuổi em có sự phát triển vượt bậc về trí tuệ của mình, cũng như là có sự trưởng thành để em tích lũy được những kiến thức tri thức để đi giúp người. Và đây cũng là nơi hội tụ cái giá trị năng lượng lớn nhất của em, để giúp cho em trưởng thành về con đường tâm linh, con đường dẫn dắt và trở thành một trong những người bậc thầy. Thế thì ở cái giai đoạn này chắc chắn rằng em sẽ nhận được những cái giá trị đón nhận từ vũ trụ mang lại, và em chính là một con người mà đến đây với sứ mệnh của mình, đó là dẫn dắt loài người đi tìm an vui hạnh phúc. Thì ở đỉnh cao số 3 em sẽ đạt được cái điều đó. Tiếp theo đến đỉnh cao số 4 là đỉnh cao cuối cùng của mỗi đời người, ở tuổi 57 chính là đỉnh cao số 4. Thì em bước qua tuổi 48 cho đến tuổi 57, em vẫn tiếp tục cái sứ mệnh của mình, và tiếp nữa em sẽ đạt một cái tầm cao hơn, đó là em sẽ là một người giúp người khác, dẫn dắt về mặt tâm linh, mang cái cuộc sống cho con người khác, làm thay đổi cả một cái sự nhận thức của cộng đồng hay cả một cái mảng xã hội. Do vậy mà em thực hiện tốt cái sứ mệnh của mình, đó là người bậc thầy truyền dẫn tâm linh. Như thế trên con đường đời của em thì từng bước em đi qua có những bài học em phải trả, và từ đó em sẽ có được cái kinh nghiệm giá trị cho mình để em đạt được cái mục đích sứ mệnh của mình. Vậy những cái người mà mang cái con số 33 thì cái đặc điểm của con người đó, đó là một con người rất là sáng tạo, nhạy bén và nhạy cảm, là một trong những người lãnh đạo trong một vị trí bất kỳ nào. Bởi vì em là người có cái khả năng lan tỏa cái trường năng lượng của mình, tạo cảm hứng cho người khác, hay người ta nói mình giống như một vị Bồ Tát. Em thường tập trung đi sâu vào cái sự cống hiến cho đi, tất cả cái trái tim của em đều hướng tới cái sự yêu thương đó. Em có cái năng lượng chữa lành, do vậy mà em đi đến đâu người ta cũng rất là cảm mến thân thiện em, bởi vì đây là một cái giá trị năng lượng sẵn có trong em, em sẽ lan tỏa cho người đối diện. Hay người ta nói cách khác, mình có khả năng thu hút dẫn truyền đối với những người khác. Và tuy vậy, cái đặc điểm của cái đường đời em cần đi qua là em có những cái thách thức. Cái thách thức này nó sẽ là cái những cái bài học em cần phải trải qua để giúp cho em có được một cái kinh nghiệm đường đời. Chính em trải qua em mới cảm nhận được sự sâu sắc, và đây chính là những cái giá trị mà em cần phải đạt được. Và em nên duy trì cái giá trị năng lượng tích cực trong những cái bài học đó để tự chữa lành cho mình, và từ đó mình sẽ mang lại cái giá trị cho bản thân cũng như cho người khác. Trong cái việc mà em thực hiện cái đặc điểm như vậy thì em sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ sứ mệnh của mình. Thế thì đấy chính là cái đường đời cũng như đặc điểm để thực hiện đường đời của em. Thế nhưng em cần có vũ trụ ban cho em một cái thứ nữa, đó chính là cái phương tiện để giúp em thực hiện tốt đường đời. Người ta gọi đó là vận mệnh của em. Vận mệnh được căn cứ vào cái họ tên đầy đủ của mình, đó chính là Nguyễn Thị Thanh Hoài. Khi cộng lại tất cả các con số này thì em mang con số linh hồn số 6, lại một lần nữa biểu thị cho cái tình yêu thương của em sẵn có trong cái con số linh hồn, hay nói cách khác là linh hồn của em xuống đây là mang cái giá trị dẫn dắt yêu thương cũng như là lan tỏa cho những người xung quanh của mình. Đặc điểm tính cách của em lại mang con số 11, đây chính là con số tuy rằng em có cái giá trị rất cao cả như thế, nhưng em luôn luôn là cái người khiêm tốn và thân thiện. Bởi vậy mà khi chúng ta cộng hai con số linh hồn và tính cách lại, em sẽ mang con số 8 là con số vận mệnh. Đây lại là một con số rất đặc biệt nữa. Con số 8 là con số của người điều hành và lãnh đạo. Như vậy vận mệnh của em sinh ra đã là một trong những cái vận mệnh cao cả để giúp cho em thực hiện tốt cái con đường đời cao cả của mình. Vậy đặc điểm của cái người mang con vận mệnh số 8 là một cái người có tập trung tư tưởng và ý chí sắt đá, quyết tâm, nhiệt tình và nhiệt huyết. Em theo đuổi ý tưởng lớn và có thể thôi miên người khác bởi cái sự mạnh mẽ trong nhân cách của mình, và cũng là một trong những người rất trung thực, rất đáng tin cậy. Do vậy mà trong cái vận mệnh em đã đo có đầy đủ một cái giá trị cao cả để thực hiện cái nhiệm vụ sứ mệnh của mình, thì trong công việc em thấy rằng cần có những cái đặc điểm để phù hợp. Em là một trong những người đa tài,
làm được nhiều ngành nghề khác nhau. Thế nhưng những ngành nghề mà mang lại cho em cái sự đam mê đó, nó chính là cái sự sáng tạo, khéo léo và thực thi nhiệm vụ giao tiếp của mình. Em là một trong những người có tài chính, có nghĩa là khi cần thì là sẽ có, trong sau này em làm việc gì cũng như vậy. Thế nhưng em lại không có cái mong muốn tích lũy cái tài chính đó để làm giàu cho cá nhân, mà thường cống hiến và cho đi. Em phù hợp với lại những cái công việc mang cái sự chữa lành, mang cái khả năng diễn giả, mang khả năng dẫn truyền, ví dụ như là giáo sư, hoặc là tư vấn, hoặc là những người chữa lành đó. Vậy vậy mà trong em sẽ có những cái đặc điểm mà mang cái giá trị yêu thương, chia sẻ đối với người khác. Và em sẽ rất thành công rực rỡ trên cái lĩnh vực em đang đi đó. Bởi vậy mà trong cái công cuộc mà lựa chọn nghề thì em sẽ lựa chọn những cái nghề liên quan đến cái khả năng sáng tạo, dẫn dắt, khéo léo, giao tiếp và có khả năng truyền dẫn cho người khác, truyền đạt cho người khác bằng chính cái khả năng năng lượng của em và ngôn từ của em. Đấy, và em sẽ có cái sự từng bước thành công trên đó. Trong tình yêu thì em cũng là một cô gái rất là dễ thay đổi, bởi vì em yêu thì có thể nhiệt tình nhưng mà có thể dừng dưng ngay khi chúng ta phát hiện ra sự giả dối hoặc có cái sự mà không còn phù hợp nữa. Và cái người phù hợp với em cũng là người mang cái tần số năng lượng tương đồng, đó là mang con số 2, con số 6 và con số 9. Nhưng nói đương nhiên cái người mang con số 33 này cũng không nên yêu sớm, bởi vì cái sự yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến cái sự sự nghiệp của em. Nhưng em đã yêu ai thì yêu rất là nhiệt tình, nhưng khi đã không còn phù hợp với mình em rõ ràng buông bỏ luôn đó. Đây chính là cái đặc điểm mà trong tình yêu cũng như trong công việc của em. Thế nhưng cái bài học thử thách lớn nhất đối với em đến với cái trần gian này, đó chính là cái bài học là trong đường đời của mình sẽ có rất nhiều những thử thách. Thử thách có thể khả năng cả cuộc đời luôn. Vậy thử thách đó sẽ giúp cho em, đó là những cái bài kiểm tra mà vũ trụ muốn em thực hiện, để em cảm nhận, em được hấp thụ. Từ đó em sẽ có những cái giá trị bài học cho riêng mình. Từ đó em mới trở thành người thầy, người truyền đạt được. Và em cần có cái tư duy tích cực trong mỗi cái bài học đó. Chúng ta cần phải biết chúng ta vượt qua bài học chính là chúng ta đã trả bài xong. Và khi trả bài xong chúng ta sẽ hướng tới một cái nhiệm vụ mới, chúng ta lại học những cái bài học mới. Bởi vậy mà chúng ta không bao giờ có một cái tư duy thiếu tích cực ở đây, để giúp cho chúng ta có một cái cân bằng năng lượng. Và năng lượng này sẽ giúp cho em tận hưởng những cái giây phút hiện tại, để em biết yêu thương chính bản thân mình, cũng như là biết tha thứ, từ bi. Và em sẽ là người biết đến tâm linh càng sớm thì em sẽ có cuộc đời theo đúng định hướng của mình. Tâm linh ở đây chính là một sự khoa học, một sự mang giá trị vũ trụ thực tế mà con người chúng ta cần hướng tới. Như vậy khi em định hướng nghề rồi, em hãy tham khảo thêm một cái ngành nghề mà nó có thể là một cái sự hỗ trợ cho em nữa, là em biết đến những cái kênh gọi là chữa lành tâm linh. Hiện nay trên YouTube có rất nhiều kênh. Kênh thứ nhất là chữa lành tâm linh, kênh thứ hai là như vậy. Các kênh dẫn truyền của chúng ta ở đây có là những kênh tarot này, những kênh mà năng lượng này, những kênh này tâm linh chữa lành này, hoặc là chúng ta biết đến một trong những, bởi vì em trẻ do vậy mà cái định hướng của em là em hãy tham khảo những cái kênh đó trước. Nhưng cái thực tế cội nguồn của trí tuệ, cội nguồn của tâm linh đó chính là Phật Pháp. Em càng biết đến Phật Pháp sớm, càng tu tập cho mình cái vấn đề về chính bản thân mình, thì em càng khai thông trí tuệ của em. Bởi vì em chính là một con người đến đây thực hiện nhiệm vụ để là bậc thầy của những người bậc thầy tâm linh. Nhưng em cần phải đi con đường chính xác, và cô sẽ là một người trong những người mà sẽ cùng em đồng hành, để khi nào em cần em hãy liên lạc lại với cô. Cô sẽ là người chỉ dẫn cho em đi đúng con đường của mình đó. Thì đây chính là một trong những cái giá trị mà cô đón nhận được từ thông tin của mẹ em. Đây chính là một trong những con người cô rất là cần có một sự chỉ dẫn, cần có một chia sẻ và cần có một sự định hướng giúp cho em thực hiện tốt cái con đường đời của mình. Và cũng rất mong em đón nhận được những cái thông tin tuyệt vời này, cũng chúc gia đình đón nhận được những cái thông tin tuyệt vời này. Bởi vì con của bạn sinh ra để có sứ mệnh cao cả, chứ không phải là một con người ở một cái nhiệm vụ bình thường. Do vậy mà hãy tạo cho con những cái sự
phát huy, hãy tạo cho con một cái sự bình yên trong ngay chính cái bản thân và cái gia đình của mình, để con phát huy được tối đa nhất cái giá trị của con. Và như vậy là cái đường đời của em mang con số 33/6 với sứ mệnh cao cả. Vận mệnh của em có một cái vận mệnh mà khả năng điều hành. Vậy khi chúng ta cộng lại, chúng ta sẽ được con số gọi là tuổi viên mãn của em. Đó chính là em hướng tới một cái tuổi viên mãn ở cái ngưỡng cửa cao nhất, đó là thích du lịch và tự do. Du lịch và tự do sẽ là những cái trải nghiệm tiếp theo, là những cái sự dẫn dắt tiếp theo để giúp cho em thực hiện tốt cái nhiệm vụ, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ sứ mệnh đường đời của em trong cái kiếp làm người này. Bởi vậy mà em sẽ là một trong những người hướng tới một cái cuộc đời tự do, an vui và mang lại cái sự dẫn dắt, truyền ánh sáng và mang đến cho con người, cộng đồng của chúng ta một cuộc sống an vui, hạnh phúc. Xin chúc mừng em đã có một cái định hướng rất là tuyệt vời như vậy để em hướng con đường của em đi theo. Đó. Và cũng nhân đây thì Huệ Hoan Hỷ cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của Huệ, và cũng cảm ơn các bạn đã đăng ký cùng chia sẻ những cái giá trị yêu thương đến với mọi người. Cũng rất biết ơn các bạn đã đồng hành cùng với Huệ Hoan Hỷ trong suốt những cái chặng đường tiếp theo. Và mỗi người chúng ta đều cần có biết cái đường đời vận mệnh của chúng ta. Chúng ta hãy đăng ký và cùng với Huệ cùng nhau chia sẻ để giúp cho chúng ta lan tỏa cái cộng đồng yêu thương của mình đến với mọi người. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.